Không bay nhà rồi, không có gì đâu. Bảy cực kỳ trâu, à tám cực kỳ trâu. Coi có trâu, rất trâu luôn.
Nó không có công nghệ đâu. Tám là nó không có công nghệ luôn đấy. Tám đang xây nhà lửa. Có phải xây khoảng 20 nhà lửa. Phân 4 thành công. Cặp đôi thành công. Sức khỏe. Cặp đôi rồi. Em hộ mình nó lên 4 lâu chưa? Thế làm đôi đúng không? Khỏe. Cộng 7 luôn rồi. Nó cũng chưa ra khỏi nhà đâu. Vừa bị mình dí cái tôn đau. Nó đang đẩy rồi, rất đông. Trước khi lên được đặt đôi là nó đã xin được rất nhiều đặt thường rồi. Hết rồi, nó đẩy bên nhà mình luôn rồi. Nó đẩy một phát tất cả các cơ sở làm ăn luôn. Cả các màu vàng lẻ luôn. Đẩy dí một phát vào ruộng hết luôn. Tất cả nó đã ruộng. Trong khi quân nó chưa ai nhìn thấy những cái chỗ đấy của mình. Sao cái gì? Bắn nó vít hết. Không, nó bị thằng Ly ăn dân. Không, nó bị thằng Ly ăn dân. Nó dí một phát nhá, vào cả cái mỏ vàng chỗ BM này và các đạo dụng bên trong, trong khi bản đồ bên nó là đen xì, chưa từng có một ai nhìn thấy những cái chỗ này của mình mà nó dí một phát vào không gì luôn. Đánh hay đấy. Thằng 5 chém được nhiều như thế nhưng mà thằng 8 lại không đẩy, lại ở nhà thủ dâm.
tháng 5. Trận này đời muộn quá, mày có âm hướng kém. Cái lộn gì đấy, mấy giờ còn hack kìa. Ý nó chửi mình hack à anh nhỉ? Nó ý chuyển 8 thủ dâm không đẩy ra. Thế là bị tháng 5 bị mình dí phát chứ luôn. Tám là bị mình dí một tơn đã đau rồi, xong rồi đang đi đẩy quân thì bị sáng ly dí một tơn nữa mất ruộng, nói chung cũng tuyệt vọng. Không để nó mà thêm tí mày không dí, có khi là nó thì mẹ nó sang dí anh chết luôn đấy. Anh sóc nhiều quân ra sợ gì, bởi vì trong thời em đang lên 4 giờ rồi, em có một xíu nữa em lên 4 xong rồi. Thế thì anh đang lên 4 rồi. Bây giờ quyết hết vậy. Đấy, 1 giờ mà thiếu hàng, hôm qua đánh mấy thằng bom bom đéo, mấy thằng bom, 2 3 thằng bom vào hành cho mấy anh em nhảy ngược lên. Đánh mẹ nó dâng nó dí là không đạt để mẹ mày méo mồm. Em có hàng nhỉ? À? Làm lại mạng lên. Không đổi key là được, đổi key là nó cũng reset ấy mà. Có đi mẹ mua 300 đồng bia về ngày Cái 2 ngày. lô 2 ngày thì dính mẹ mất 8 cái con thì ăn 282 rồi. đây là mua cái lô đúng Yếu lắm. Mà chưa làm gì thì cứ tương tác đấy. tương tác thế này, đi vuốt lưu feed đây, xong rồi đi xem tab các thứ à. Có nhiều phim nó chả con mẹ gì luôn đấy, chỉ có vào tắt video xem lướt lướt thôi. Nói chung là mới Chắc có phải bí hủy mật. phòng đi bà ơi, thử hủy phòng đi. Chung là nó ít thì chắc là được. Chắc anh phải dùng mua anh đặt mẹ đây con. Dùng cái AT này ít lắm. Tính ra Có một nhiều tháng mà phòng thuê mất cả triệu. Mà dùng được có 4 mẹ con. đấy, vào Zoom zoom nó xanh đấy, nhìn đỏ lòm, nhìn ớn mò mẹ được. Đéo nào muốn vào. Chiếc xe cười vắt ngoài đường thấy Nói chung này, nếu mua 1.000 con mà chết cỡ 200-300 con thì vẫn là ok. Clone đấy rẻ mà. đấy 300 con chết mẹ mất 180 rồi. Chết thì phải là chết mà mất công ngồi gọi chứ coi với lâu ấy, với lại Cỡ gì anh vứt mẹ luôn. Fit vào đây, fit gì đấy. Bảo sao Thao Quang Lưu bỏ nhiều tiền đi mua kênh net. Chung là làm ăn chân chính nè. Chị tiếc trả dù các em. Có thể là do cái công nghệ view của chúng nó không được tốt. Cái view 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 đấy tự tự chạy là được à?
Bây giờ YouTube lại bắt chước với thằng Facebook thằng Corey Uriu ngày xưa con đớt thì là bây giờ nếu mà muốn chơi cheat ý, thì chỉ có một cách thôi bạn. Đấy là làm thân quen sẵn với các cái đội mà nó có si với lại cả có các cái liên quan đến máy móc và nguyên liệu như là kiểu meo mủng các thứ ấy. Rồi chờ một cái dịp gì đấy Facebook YouTube hoặc Facebook nó ra cái kiểu như là cái phần mới ấy. Giống như là ngày trước nó mới ra cái super chat ấy thì cheat cái đấy sẽ ăn được, hoặc là nó mới ra một cái gì đấy thì mình sẽ cheat cái mới đấy. Ví dụ như là lúc nó mới ra premium, ông nào biết đến premium rồi có sẵn các cái nguyên liệu như đợt vừa chúng nó làm ấy thì khả năng nó sẽ ăn được cái kèo đấy. Có thể nó sau này nó ra một cái phương pháp donate gì đấy liên quan đến người dùng thì lúc đấy mình ăn thôi, chứ bây giờ những cái mà chúng nó ăn mấy năm nay thì chắc là thôi dẹp mẹ đi. Bọn em ăn mấy năm nay rồi á? Premium nó ăn mấy năm rồi. Biết đấy, tức là mình sẽ có cái tư duy như vậy. Tóm lại là tư duy ăn từ khi mà nền tảng nó mới xuất hiện. Tôi nói thật là đến thời điểm này cái người ta làm mấy năm rồi. All of my.
Năm làm cái đéo gì đấy? Ôi, năm vác 1 tỷ của nông dân đi qua nhà mình. Nè, đang đi ăn hoang, đang đi đập lô. Đây là sao bà vì bấm gỗ cho mình. Bà đâu u kìa. Bà, à sang ly u. Tại mình chắc là bị đổ quân với quyết. Ô, nhà pơ ngay đây, thằng Ly không đọc cho em. Hai nhà pơ ôm hai anh em mình. Thì mẹ anh thấy nó từ góc ấy nó ho góc bao giờ mà ho đi sang nam nhanh thế. Không biết nữa nha, thằng này ăn mà cạnh nhà anh không biết luôn này. Em không biết, đến lúc em phải thủ mà em đánh cung em lên sau mấy con anh chị em đây, đến lúc mẹ ra được cung chạy mới biết.
Gì đấy? Mà pết bây giờ dạo này em để cho review nhiều quá, mất hết bên tab video, mất hết chạy view. Còn review hút hút view 96 lại kinh. vào tiếp. Anh em chat. Em chat nhưng chắc bơm nhầm. Hướng là kiểu giàu tài nguyên cho nên cứ bơm bừa, Cái lúc gì chả biết em là kiểu em chả muốn biết là hơn ai nữa. xin cho nên là bơm cho mỗi anh 1-200. Yes. Hai xì một cho tròn một baby. Mình đến 5 giờ sáng này. Vừa kêu là chắc em phải off một thời gian. Này đã đi vào. Anh em đánh 5 giờ sáng luôn ạ. Tại vì có hàng nó lầy quá. Nếu không phải là solo cùng giờ với nhau nhá thì đánh 4-4 này cảm giác cầm hit đi rất sướng, cùng giờ nó quá khỏe, kể cả lạc đà hay là chém đông cũng chả sợ. Xong rồi lên 4 thì hot này siêu tuyệt, ca khỏe, đánh với các đơn vị quân khác rất cửa trên. Tại vì một khi trình nó đã tới tới rồi ấy, mà thường khó đột nhập vào nhà nhau lắm, chỉ có cách đấu thắng cung ốp được A thì mới mới có thể gọi là end game được, chứ còn nhà cửa nhìn chung là đều vẫn hẳn có tư duy bo bế các thứ khó vào của mẹ. Ice,
Khả năng có một kỹ năng nữa là sang ly chưa làm được là kỹ năng tách tách dần. Tách dần. Ví dụ như là thấy mỏ quả, mỏ hiêu gì đấy nó gần hết rồi thì phải cho dân di chuyển dần, không đến lúc một lúc là 6-7 thằng dân nó cùng đứng chơi ấy. Có còn một cây thì anh chuyển hết đi. Nói vậy, một tiếng anh già. Nhưng mà nói chung là học được cái bài chui rúc để phát triển là cũng là kiểu như là có thể đánh lâu dài được rồi. Cái bài đấy là kiểu như là giúp mình đánh được lâu dài ấy. Chứ còn động gãy cái xong rồi cứ phát triển loanh quanh những cái vị trí cũ đã bị phát hiện rồi, chúng nó lâu lâu chúng nó thả nhẹ hai con quân vào đấy. Xong rồi lăn ra hết dân, xong lại bắt đầu mẹ ngồi nhìn đọc báo đánh với mấy ông đấy khán mò mẹ được. Đánh kiểu không có ý chí, động yếu, động fit cái là bỏ mẹ đeo anh nữa. Anh xì mà bởi đánh lạc đà khá là máu.
8 đâu anh nói nhỉ? Chạy ra nhà Đức Anh à? Sao thế nhỉ? Chỉ mẹ nghe không? Để có đau thế. Sáu rồi chạm bì sang trận đây em. Nhà năm đen xì kìa. Ai ngốc quân không? Anh chăm thực bên trang 4 hết anh ạ. Cứu anh với Đức Anh rồi. Thế nhở? Anh
Dân chạy anh Sáng ơi, dân chạy, dân chạy, dân chạy, dân chạy. Ôi dồi ôi, chưa chạy. Má, phít luôn. Ủa bị ốp này, có ai ốp quân không? Sáu này thả che mát thật. Anh ý tưởng rồi. Một ý tưởng rồi. Cứu cứu anh, cứu anh rồi. Nó đón nhà kia đi rồi. Em đang phải đỡ nhà. Mẹ nó đi viết anh luôn này. Chó này. Cái nào đánh ra vãi này à. Lồn cho một khỏe thế nhở? Đi, thằng lồn sáu ở đâu mà khỏe nhở? Anh chém hết thân rồi mà. Ôi nó dồn lên đều lắm mẹ. Bấm rực với em. Anh báo có rực với vàng không? Bơm biết tầm ý làm đàn không? Hướng vẫn là hướng sáng đi xin thịt nha, một hướng hãy bơm và bơm rất là nhiều luôn. Nó đang bẫy, đang bẫy cạnh nhà hướng này, trước mặt nhà hướng này. Trước các thứ nó hò nhau, nó vào kinh thật.
năm sáu may mà hôm này em tuyển cái này kiên được 77 à, cái này chăn được nhiều vậy cứt. Tính được đấy, 8 chạy à? Mà bọn này chém sát phết này ạ. Một phần trận đấy mình cũng chủ quan nữa. Đẩy quân không dứt khoát. Để nó ôm ngược. Đó thôi, bạn bạn. Họ vô lệ Bắc Ninh. À thằng 6 mà nhận đứa tay không được thì chạy nhà anh đúng không? Ừ. Trận đấy là em bo quanh ruộng toàn là BA rồi đấy. Không là chúng nó chém trận đấy là cũng nổ. Nếu mà bo e, bo chủ quan là cũng nổ nha. Hàng bá Glick. Mình yếu hơn bao nhiêu? Đầu game không thấy quả cho nên là đang phải đánh một cái bài tàu. Đã thấy. Đang đi dò. Có gì luôn. Khoai phết đấy. Chưa có một cái gì luôn. Oh.
Chắc là cung, nhà này là nhà thế thế nhà cung. Có đồ ăn là đang hơi lủng khủng. Đang không kích được hai. Mẹ. Đánh sang mà nhả dân ra không kích được hai. Thế đéo nào. Không có gì thật. Địt mẹ. Dĩ tai nạn. Bây giờ ba chính xác. Ok. Pin được nó thì mình đỡ phải lên cung A vì nó là mắc C. Đây rồi. Thank you.
Ồ, nâng khi chặt gỗ, bảo sao lực mình yếu vậy đấy. Tớ mới nhìn thấy con cung rồi. Vòng quanh nhà không thấy y là yên tâm rồi. Somebody pass the wood. Go, please. Có 6, 5, 7 cho con nhá. Somebody pass the wood. Khá khỏe. Câu chén. Ăn rồi. Bảy khá là khôn đấy. Nằm đằng khá là to, tầm 8 dân mà. Nhưng vẫn thua sầu tím hiệp hồng. Thắng đi rồi, sao vẫn cháy được.
No way, chém đông như giỏi luôn. Ông 7, công 4 giáp 4, cực đông. Chết mẹ rồi, ông phần nhà. AC chắc hết mà đồ chơi. Oh,